Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhân ngày thương hiệu Việt Nam 20 tháng 4 có phóng sự Hòa Bình chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm địa phương. Thành phố Hòa Bình đảm bảo cơ sở vật chất làm việc sau sáp nhập đơn vị hành chính. Người Iran biểu tình sau vụ tấn công được cho là từ Israel. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, bắt đầu lên đường tham gia chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ, Canada năm 2024. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 4 đến 28 tháng 4 năm 2024. Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ đi làm việc với các cơ quan ngoại giao, tổng lãnh sự quán của Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada, cũng như gặp mặt các lãnh đạo chính quyền các thành phố nơi đoàn đến công tác, tham dự các cuộc hội thảo chuyên đề về lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và ngoại giao kinh tế để truyền tải cho các chính quyền tổ chức doanh nghiệp tại Hoa Kỳ và Canada được biết rõ hơn về tỉnh Hòa Bình, cũng như quảng bá thêm được hình ảnh của tỉnh đến với bạn bè quốc tế. Chương trình nhằm giới thiệu quảng bá về tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của tỉnh Hòa Bình đến với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp của Hoa Kỳ và Canada nhằm thu hút đầu tư, đồng thời quảng bá giới thiệu về các sản phẩm, hàng hóa nông sản tiêu biểu và các sản phẩm ô cốp của tỉnh, các tiềm năng thế mạnh về du lịch của tỉnh đến với thị trường Hoa Kỳ và Canada, thông qua đó tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã, tăng cường các hoạt động hợp tác, kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và du lịch phát triển. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Đến nay, huyện Lạc Thủy thu hút được 69 dự án đầu tư vào địa bàn, có 35 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh. Trong thu hút đầu tư, Lạc Thủy chú trọng thu hút các dự án sử dụng nhiều lao động như may mặc xuất khẩu, chế biến vật liệu xây dựng, nông lâm sản. Hiện nay, toàn huyện có 3 cụm công nghiệp đi vào hoạt động, thu hút 19 công ty doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ổn định, giải quyết việc làm cho 10.000 lao động có thu nhập ổn định, bình quân 7 triệu đồng một lao động một tháng. Năm 2023, toàn huyện tạo việc làm mới cho 1.500 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 57%. Huyện Lạc Thủy đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60%, số lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 25%. Để hoàn thành mục tiêu này, huyện Lạc Thủy đang triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp đột phá, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, để người dân có nhiều cơ hội thuận lợi tìm kiếm việc làm thường xuyên tại các đơn vị doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Hiện nay, huyện Yên Thủy đã xây dựng được 12 mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân 11 xã thị trấn và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện, nhằm hướng đến nền hành chính minh bạch hiệu quả, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền thân thiện, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, khắc phục những hạn chế yếu kém trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan tổ chức cá nhân hiện nay, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức xã, huyện theo tinh thần 5 biết, 3 không, 4 thể hiện. Sau hơn 6 tháng mô hình đi vào hoạt động, được người dân đánh giá cao với mức độ hài lòng của người dân tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của huyện Yên Thủy đạt trên 94%. Quý 1 năm 2024, toàn huyện đã tiếp nhận 1.671 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết và trả trước hạn đúng hạn là 1.634 hồ sơ, đạt tỷ lệ gần 98%. Tính đến hết quý 1 năm 2024, thành phố Hòa Bình đã trồng được trên 100 hectare rừng với trên 21.000 cây phân tán các loại. Các giống cây lâm nghiệp chất lượng cao được lựa chọn chủ yếu là các giống keo tai tượng, sấu, chám lát. Diện tích rừng trồng mới tập trung ở các xã Thịnh Minh, Yên Mông, Thống Nhất, Dân Chủ. Năm 2024, thành phố phấn đấu trồng mới trên 500 hectare rừng sản xuất. Để hoàn thành đạt và vượt kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân hộ gia đình sử dụng giống có năng suất chất lượng cao trong trồng rừng, áp dụng kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và quản lý rừng bền vững, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp, nâng cao năng lực trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là cấp cơ sở, duy trì ổn định độ che phủ rừng từ 47% trở lên. Đến nay, huyện Lương Sơn có 66 hợp tác xã và một chi nhánh hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả theo luật hợp tác xã năm 2012 với số vốn đăng ký trên 180 tỷ đồng.
Tuy nhiên hiện nay, việc liên kết liên doanh giữa hợp tác xã với hợp tác xã, giữa hợp tác xã với các thành phần kinh tế khác còn ít, hiệu quả chưa cao. Cơ sở vật chất của đa số hợp tác xã còn nhiều khó khăn. Các hợp tác xã rất khó tiếp cận với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, trong khi việc huy động vốn từ thành viên còn gặp khó khăn, làm ảnh hưởng đến năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của hợp tác xã. Thời gian tới, huyện Lương Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và nâng cao năng lực nguồn nhân lực hợp tác xã. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ưu đãi phát triển hợp tác xã theo quy định tại Nghị định số 193 ngày 21 tháng 11 năm 2013 về quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012, đồng thời tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai đẩy mạnh các hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn, tập trung vào phát triển các hợp tác xã mạnh, có sản phẩm đặc trưng, có sức cạnh tranh trên thị trường. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Kim Bôi đã thực hiện việc dồn điền đổi thửa, đến nay đã đạt trên 1.615 ha, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng trồng cây ăn quả có múi tổng diện tích gần 1.500 ha, vùng trồng nhãn tổng diện tích gần 370 ha. Toàn huyện đã có gần 200 ha cây ăn quả có múi được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn và Việt Gáp, 3,5 ha rau đạt tiêu chuẩn an toàn và PGS, 34 ha nhãn đạt tiêu chuẩn an toàn, 11 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, 3 sản phẩm được công nhận nhãn hiệu tập thể. Huyện Kim Bôi đang tiếp tục rà soát chuyển đổi diện tích đất lúa, đất đồi kém hiệu quả sang trồng cỏ, phục vụ cho chăn nuôi, cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Thực hiện liên doanh liên kết với các doanh nghiệp để hỗ trợ giống, phân bón, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho người dân, đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người dân ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ, vận động doanh nghiệp cá nhân chuyển nhượng tích tụ đất đai để hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc xây dựng quản lý và phát triển thương hiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh ngày càng được các địa phương, các chủ thể sản xuất trên địa bàn tỉnh chú trọng quan tâm. Điều đó trở thành điểm tựa để các sản phẩm hàng hóa của địa phương phát triển bền vững và tạo được niềm tin đối với người tiêu dùng. Nhân ngày thương hiệu Việt Nam, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương Hảo hiện đang tập trung xây dựng và phát triển các thương hiệu trà của địa phương như trà Xạ Đen, Cà Gai Leo, Giảo Cổ Lam, Đông Trùng Hạ Thảo. Trong đó một số sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Với việc được đầu tư bài bản, có quy trình, có nghiên cứu, nắm bắt thị trường, các sản phẩm trà được sản xuất từ các cây dược liệu của đơn vị đã được khách hàng đón nhận và tin dùng. Mới đây, xưởng sản xuất của công ty đã được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22.2018, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Điều này càng tạo động lực cho đơn vị sản xuất tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm. Trong quá trình phát triển thương hiệu ấy, thì thứ nhất là về cái thị trường thì mình cũng chú trọng về cái quảng bá thương hiệu ở cái thông qua các cái kênh truyền thông và hỗ trợ rồi các sự kiện, từ đấy mình giúp người tiêu dùng nhận diện được cái thương hiệu của mình tốt hơn. Thứ hai nữa là về phần sản xuất thì mình cũng chú trọng phát triển cái chất lượng và cái quản lý an toàn thực phẩm. Với mục tiêu xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị các đặc sản địa phương, thời gian qua tỉnh Hòa Bình có nhiều nỗ lực trong xác lập nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa là các đặc sản địa phương và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh có một chỉ dẫn địa lý, 27 nhãn hiệu chứng nhận và 19 nhãn hiệu tập thể được bảo hộ cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 123 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao. Quý 1 năm 2024, toàn tỉnh đã xuất khẩu trên 206 tấn nông sản sơ chế chế biến. Kim Bôi là có cái mỏ nước khoáng, là một cái sản phẩm đặc thù. Và chúng tôi thấy đây là một cái cơ hội để chúng tôi có thể đầu tư và phát triển. Thứ nhất là phát triển cho chính doanh nghiệp chúng tôi, cũng như là phát triển kinh tế địa phương. Sản phẩm nước khoáng Kim Bôi thì đã được phục vụ những cái sự kiện lớn và quốc tế cũng như là quốc gia. Tỉnh Hòa Bình đã triển khai nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất và hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, xây dựng dự án nghiên cứu khoa học, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, các chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân về sở hữu trí tuệ, tạo dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản mang tên địa danh của tỉnh.
đối với doanh nghiệp để trong thời gian tới thì với những cái sản phẩm đã mà khẳng định được vị trí vai trò trên thị trường quốc tế thì đối với doanh nghiệp thì cần mạnh dạn hơn nữa trong việc là đầu tư mở rộng các sản phẩm, đồng thời song song với đó là giữ được cái giá trị cốt lõi của sản phẩm, giá trị được cái chất lượng để làm sao mà khẳng định được với các bạn hàng trong nước như ngoài nước để mở rộng phát triển hơn nữa các cái sản phẩm mang thương hiệu của tỉnh, tính lâu dài hơn nữa là sẽ sản phẩm mang thương hiệu tính quốc gia. Có thể nói việc xây dựng, bảo vệ, phát triển thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa nói chung và sản phẩm đặc trưng của các địa phương nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng tầm giá trị hàng hóa của tỉnh, qua đó thúc đẩy sản xuất tiêu dùng và góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn và thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp các ngành có liên quan và nỗ lực của mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Thành phố Hòa Bình đảm bảo cơ sở vật chất làm việc sau sáp nhập đơn vị hành chính. Tân Lạc gìn giữ văn hóa dân tộc Mường trong trường học. Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước. Sau sáp nhập, các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã được đầu tư về cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân sự, thực hiện tốt các công việc tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thực hiện nghị quyết số 830/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình, phường Thống Nhất thành phố Hòa Bình đã thực hiện việc sáp nhập 4 tổ của phường Trăm Mát cũ trước đây. Để có 9 tổ thuộc đơn vị phường mới, sau sáp nhập, trụ sở đơn vị hành chính cũ quá chật và xuống cấp, nên Ủy ban nhân dân phường Thống Nhất được Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình quy hoạch theo chương trình nông thôn mới ra khu vực khác với diện tích khuôn viên là 1,2 ha. Được xây dựng một nhà văn hóa đa năng 600 m2 với vốn đầu tư 4 tỷ đồng. Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân phường cũng được đầu tư xây dựng mới hoàn thành vào năm 2023 với diện tích sử dụng hơn 1.000 m2, vốn đầu tư 14,5 tỷ đồng. Đến nay, đã đủ các phòng cho 22 cán bộ công chức phường làm việc. Các trụ sở hành chính được xây mới sau khi sáp nhập đều đảm bảo các yếu tố như phòng hành chính một cửa liên thông, dễ dàng thuận lợi cho người dân tới làm việc. Có đường đi riêng dành cho người khuyết tật, đặc biệt là hệ thống phòng cháy chữa cháy tại trụ sở làm việc đều phải được lắp đặt đảm bảo đúng quy định. Chuyển về trụ sở mới thì thứ nhất cái việc mà đón tiếp người dân, đảm bảo cho cái việc mà người dân đến giao dịch đảm bảo thuận tiện và có những cái giao tiếp làm người dân thoải mái hơn. Bên cạnh đó thì với cái khu duyên mới thì với phường cũng tổ chức nhiều cái hoạt động phong phú và đa dạng, đặc biệt cái hoạt động văn hóa nghệ thuật thể thao nó thuận tiện, từ đó thì nhân dân cũng có cái điểm vui chơi giải trí. Việc sáp nhập thành phố Hòa Bình vào huyện Kỳ Sơn là cơ hội để mở rộng không gian đô thị. Đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn sẽ thuận lợi trong việc tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, tạo điều kiện để quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng. Tổng số trụ sở tại đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp là 274, số trụ sở bố trí sử dụng tại đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp là 256, số trụ sở dôi dư là 19, trong đó thanh lý bán đấu giá 14 trụ sở, còn 5 trụ sở chuyển công năng sử dụng. Việc xử lý tài sản dôi dư sau khi sáp nhập được Ủy ban nhân dân thành phố kiên quyết chỉ đạo thực hiện ngay từ khi mới sáp nhập để tránh tình trạng thất thoát lãng phí tài sản nhà nước, tăng nguồn thu ngân sách. Đối với xã Hòa Bình đã được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất để đảm bảo cho cái việc thực hiện nhiệm vụ công tác lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương và công tác điều hành của Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình. Trước hết là ví dụ như trụ sở thì được bố trí xây dựng thêm một căn nhà 2 tầng với 8 phòng làm việc. Đến nay thì về mặt cơ bản, cơ sở vật chất về phòng làm việc để đảm bảo cho cán bộ công chức thực hiện cái chức năng nhiệm vụ. Có thể nói đến nay các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hòa Bình sau khi thực hiện sáp nhập cơ bản đã có trụ sở làm việc mới khang trang, đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ công chức cấp phường xã. Qua đó góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế. Các nhà lãnh đạo ở Iran đang giảm nhẹ tác động của vụ tấn công bằng máy bay không người lái tấn công vào miền trung đất nước họ.
truyền thông Mỹ cho rằng Israel đứng đằng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Israel chưa lên tiếng nhận trách nhiệm. Truyền hình nhà nước Iran chiếu hình ảnh nhiều máy bay không người lái bị bắn hạ ở trung tâm thành phố Isfahan hôm thứ Sáu. Khu vực này có các cơ sở hạt nhân, sân bay và căn cứ không quân. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết không có nhà máy nào bị thiệt hại. Chỉ huy lực lượng lục quân Iran đảm bảo với người dân Iran rằng bầu trời và đất liền của họ vẫn an toàn, nhưng nhiều người ở thủ đô Tehran đã xuống đường sau buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu để thể hiện sự tức giận. Họ lặp đi lặp lại khẩu hiệu phản đối Israel và cam kết hỗ trợ cho người Palestine. Truyền thông Mỹ đưa tin các quan chức Israel đã thông báo cho Washington trước khi phát động cuộc tấn công. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo bế mạc cuộc họp của các ngoại trưởng G7 ở Italia hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Antony Blinken đã phủ nhận mọi sự liên quan trực tiếp của Mỹ. Ông Blinken khẳng định tất nhiên trọng tâm của Mỹ là đảm bảo rằng Israel có thể tự vệ một cách hiệu quả nhưng cũng giảm căng thẳng, leo thang, tránh xung đột và đó vẫn là trọng tâm. Ngoại trưởng Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nữa của Israel sẽ gặp phải phản ứng ngay lập tức, tối đa và quyết đoán. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông và những người đồng cấp trong nhóm G7 đang nỗ lực phá vỡ việc chuyển giao vũ khí cho Nga. Ông cáo buộc Trung Quốc gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh châu Âu kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Ông Blinken đã đưa ra nhận xét này trong một cuộc họp báo vào thứ Sáu tại Capri, Italia, khi ông và các đồng nghiệp kết thúc cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao G7. Ông cho rằng Trung Quốc là nước đóng góp chính trong việc phát triển quân đội của Nga và việc chia sẻ máy công cụ, chất bán dẫn và các mặt hàng có công dụng kép khác đã giúp Nga xây dựng lại cơ sở công nghiệp quốc phòng mà các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu đã làm suy thoái rất nhiều. Ông nói thêm rằng chưa có nguồn cung cấp trực tiếp vũ khí, nhưng nói rằng nguồn cung cấp linh kiện đầu vào quan trọng đang cho phép Nga tiếp tục gây hấn với Ukraine. Ông Blinken chỉ trích người Trung Quốc có ý muốn có quan hệ hữu nghị với các nước ở châu Âu và các nơi khác. Ông nói rằng họ không thể có cả hai cách. Đợt huấn luyện bay lớn nhất do Hàn Quốc và Mỹ tổ chức trên bán đảo Triều Tiên hiện đang được tiến hành trong nỗ lực đảm bảo sự sẵn sàng trước các mối đe dọa. Lực lượng không quân Hàn Quốc hôm thứ Sáu đã công bố đoạn phim ghi lại cảnh các máy bay chiến đấu của Seoul và Washington cùng nhau thực hiện nhiệm vụ trên Biển Tây một ngày trước đó. 1.400 quân nhân của không quân Hàn Quốc, không quân Mỹ, lục quân Mỹ, thủy quân lục chiến Mỹ và khoảng 100 máy bay đang tham gia cuộc tập trận. Cuộc tập trận tập trung vào việc tăng cường khả năng tương tác của các máy bay chiến đấu tiên tiến của đồng minh. Cuộc tập trận năm nay bắt đầu vào tuần trước tại căn cứ không quân Kunsan sẽ kéo dài đến thứ Sáu tuần sau. Theo Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia của Pakistan, trong tuần qua mưa lớn và lũ lụt đã khiến ít nhất 69 người thiệt mạng trên khắp nước này. Những cơn mưa bắt đầu vào đầu tháng 4 và được Cục Khí tượng Pakistan dự báo sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các vùng của đất nước. Người dân ở thành phố Chaman, miền Trung thuộc tỉnh Balochistan phía tây nam đất nước cho biết lũ lụt đã cuốn trôi ô tô, nhiều phụ nữ và trẻ em. Truyền thông địa phương đưa tin, ngoài những người thiệt mạng, hàng chục người bị thương do sét đánh và các tòa nhà sập. Cục Khí tượng Pakistan dự báo mưa và mưa đá có thể kéo dài ở hầu hết các khu vực trên cả nước cho đến thứ Hai. Dự báo tuyết rơi cũng sẽ xảy ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Các nhà chức trách ở Trung Quốc được cho là đã ra lệnh cho Apple loại bỏ một số dịch vụ nhắn tin và truyền thông xã hội phổ biến nhất thế giới khỏi App Store của công ty tại nước này. Các nhà quan sát cho rằng động thái này nhằm mục đích thắt chặt sự kiểm soát của chính phủ đối với Internet. Tạp chí Phố Quân cho biết gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã xóa một loạt ứng dụng hôm thứ Sáu, bao gồm WhatsApp và Threads. Cả hai đều do Meta Platform điều hành. Dịch vụ nhắn tin Signal và Telegram cũng không khả dụng. Người dân ở Trung Quốc có thể sử dụng các ứng dụng như vậy thông qua VPN, mạng riêng ảo, nhưng chính quyền Bắc Kinh lo ngại về sự lan truyền của nội dung tiêu cực với chính phủ. Báo cáo của tạp chí Phố Quân cho biết Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã ban hành lệnh cho Apple vì lo ngại về an ninh quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có 85% dân số là người dân tộc Mường. Vì vậy, huyện Tân Lạc luôn quan tâm việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mường. Thời gian qua, các trường học trên địa bàn huyện Tân Lạc đã triển khai nhiều hoạt động và xây dựng các mô hình văn hóa dân tộc trong trường học, giúp các em hiểu rõ hơn, bồi đắp tình yêu văn hóa truyền thống. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tham quan mô hình văn hóa dân tộc Mường trong các trường học trên địa bàn huyện Tân Lạc. Với trên 98% học sinh là người dân tộc Mường, cùng với việc dạy văn hóa cho các em, trường tiểu học và trung học cơ sở Do Nhân, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc luôn quan tâm giáo dục học sinh về những giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc ở địa phương cho học sinh.
trường đã xây dựng được mô hình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong khuôn viên của trường. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, các em hiểu rõ hơn về phong tục tập quán hát dân ca Mường, đánh chiêng. Từ đó các em tự tin giới thiệu về từng vật dụng, công cụ lao động sản xuất, ẩm thực truyền thống của dân tộc mình. Thông qua các tiết học ở trên ngôi nhà sàn này, em thấy những tiết học đều rất thú vị ạ. Khi mà ngôi nhà sàn này được dựng lên, em thấy những đồ dùng trong này rất đẹp. Mô hình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường của trường tiểu học và trung học cơ sở Do Nhân đã tạo dấu ấn, được các trường học trong tỉnh về tham quan tìm hiểu. Khi xây dựng mô hình như thế này thì chúng tôi có những cái mục tiêu, đó là để cho thầy và trò nhà trường hiểu được bản sắc văn hóa dân tộc Mường và giúp được các em học sinh có những cái nhìn nhận đúng về cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình, từ đó có cái niềm tự hào và cũng là cái tình khơi dậy cái lòng yêu quê hương đất nước qua những cái hoạt động. Năm học 2023-2024, trên địa bàn huyện Tân Lạc có 49 trường học. Để triển khai nội dung bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mường trong trường học, các nhà trường đã đưa nội dung gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mường lồng ghép vào hoạt động giảng dạy trong một số môn học và các hoạt động ngoại khóa như tìm hiểu về trang phục truyền thống, kiến trúc nhà sàn, trang phục và các trò chơi dân gian, các nhạc cụ dân tộc, từ đó giúp học sinh tiếp cận văn hóa truyền thống một cách sinh động. Bên cạnh đó, các trường học đã vận động phụ huynh, người dân ủng hộ các đồ dùng công cụ lao động để mở rộng góc học tập gắn với trưng bày không gian văn hóa dân tộc Mường trong khuôn viên nhà trường. Từ đó giáo dục trẻ biết yêu quý, gìn giữ văn hóa của dân tộc. Tân Lạc là một trong những bốn Mường lớn của tỉnh. Do đó chúng tôi cũng luôn chú trọng trong vấn đề là giúp học sinh nắm được những cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Phòng giáo dục đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường xây dựng các không gian văn hóa dân tộc tại các lớp. Ngoài việc giáo dục cho học sinh nắm được những cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình thì còn gắn với những nội. Việc lồng ghép giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc vào các tiết học và hoạt động ngoại khóa trong nhà trường đã nuôi dưỡng bồi đắp tình yêu văn hóa và nâng cao ý thức cho học sinh trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, huyện Tân Lạc. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.